chồng em đưa 200k bảo đi chợ mua đồ về để anh ý với 5 người bạn nữa nhậu, thì em nên mua gì được ạ? 5 bó rau muống cộng 5 chai nước nắm, vừa ăn vừa có cái để uống. Oh my god! Làm kg xoài xanh, kg lạc luộc với kg bỏng ngô thì ăn đến đêm mới hết. Quá chuẩn luôn! Mua hẳn một yến gạo sống về nhai tha hồ. À đâu? Em ra chỗ làm móng tay, làm một bộ thật đẹp, xong về nói với mấy ổng là không biết mua gì với số tiền đó và mua về không biết ai nấu. Ra nhà hàng nào xịn đặt hẳn 5 món, cọc 200k rồi bảo ship tới nhà, người nhận thanh toán nốt. Mua nải chuối, ít bánh kẹo với vàng mã, donut thêm bó nhang thơm. Ui sợ quá phải ban nó thôi. Mua tầm chục ký đậu phộng, 3kg rang muối, 3kg chiên nước mắm, 3kg luộc, ăn đuối nhỉ. Đi gội đầu dưỡng sinh cho thoải mái đầu óc ạ. Khi phá 5.000 tỷ của bố mẹ, tôi lại tiếp tục phá thêm 5.000 tỷ nữa. Sau 8 tiếng kinh doanh đã lấy lại tất cả. Ai muốn kiếm 620 tỷ trên 1 tiếng inbox? Hả? Vẫn âm 40 tỷ, không biết từ đó tới giờ anh ấy đã gỡ được chưa, hay âm tiếp rồi? Âm 5.040 tỷ nhé, nó mới kiếm được 4.960 tỷ thôi, mà ông bà già 10.000 tỷ lận. Ôi trời ơi! Câu chuyện này là có thật nhé mọi người, bạn này tên Long, con ông lươn đầu ngõ chuyên làm vàng mã, mình đã từng chứng kiến bạn ấy đốt hàng sấp đô la mà không chớp mắt. Wow! Ai muốn kiếm 620 tỷ một tiếng inbox? Tôi bày cho cách nói phép để sao cho mấy bà hàng xóm phải nể. Thành này nó làm nghề đốt vàng mã cho anh em nào chưa biết. Trung bình một ngày em nó có thể đốt hơn vài tỷ USD là chuyện bình thường nhé. À thế à? Làm 40 giờ trên một tuần thì lương một năm là 56 tỷ đô, cũng vừa đủ sống. Nhiều khi làm rớt tờ 500k cũng chả buồn cúi xuống lụm, vì lụm mất 5 giây, trong khi đó 5 giây cũng kiếm được cả tỷ. Trời ơi chưa? Em chỉ xin làm một phút thôi, chứ làm một tiếng nhiều tiền quá em xài tới cuối đời không hết nổi, em cảm ơn. Cô dâu đam mê Hello Kitty và hình ảnh chú rể sau đám cưới. Hả? Là một người chơi hệ bét đa xua, tao không ham hố gì ba cái thứ hổ không gầm chúng mày lại tưởng tao là Hello Kitty nhé. Này hình như là chú rể đam mê, chứ nhìn mặt cô dâu đâu có thích đâu, chú rể thì khoái quá kìa. Thanh niên 2K9 đạp xe từ thành phố Hồ Chí Minh về Cần Thơ thăm bạn gái 2K10 khi trong túi chỉ có 500k, trên đường đi ghe vào các cửa hàng thế giới di động dùng điện thoại trưng bày vào Zalo để xem vị trí bạn gái. Nani? Thử thách 6 ngày 6 đêm đi tìm bạn gái, anh gọi không về, chị gọi không về, ba mẹ gọi không về, ông bà gọi cũng không về, ghét go, nhưng công an gọi thì phải về. Cháu nó vượt qua bao khó khăn đạp hết cả ga lo mới đến được Cần Thơ mà các chú nỡ lòng nào bàn giao ngay cho phụ huynh không cho cháu nó gặp bạn gái. Đến nơi thấy bạn gái đang ngồi ăn chè đỗ đen với thằng khác. Đạp xe lòi kèn thì bị bắt về điểm xuất phát. Gia đình thì cảm ơn các chú công an, nhưng cháu Chí lại kiểu: em giận anh hả? Không. Thế cười phát anh xem nào.
Thằng bé sếp của Kỳ dậy, mắc mớ gì các chú đưa cháu về, đạp xe sái cả hai hòn còn chưa được gặp người thương. Cháu nó mất công đạp xe từ thành phố Hồ Chí Minh đến được Cần Thơ rồi còn bị các chú trả về gia đình, chưa kịp gặp bạn gái nữa, chán các chú, chia rẽ tình yêu đôi trẻ. Tuổi trẻ ta hết mình với thứ gọi là đam mê. Wow. Cảm ơn Thế Giới Di Động và Điện Máy Xanh đã mở cửa hàng trên toàn quốc để cháu bé không bị lạc đường đi tới nơi. Oh my God. Vợ chồng giận nhau có cách gì làm lành nhanh nhất không các chị? Trải giường ngay ngắn, xịt phòng thơm tho, mở một chút nhạc lãng mạn, tắt đèn rồi kêu vợ vô nói chuyện. Một tiếng sau chắc chắn hai vợ chồng vui vẻ trở lại. Đó là ba tao chỉ chứ tao đã có vợ đâu mà biết. Nghe nói là thằng lớn làm lỗi thì thằng nhỏ xin lỗi. Quá chuẩn luôn. Lớn cãi nhau thì bảo hai đứa nhỏ gặp nhau giảng hòa là được mà. Ronaldo không giấu nổi sự thất vọng khi để thua thảm trước đội tuyển Việt Nam. Vừa mới vào sân được 18 phút đã phải quay lại băng ghế dự bị vì thi đấu quá mờ nhạt. Vì lý do còn mấy đơn hỏa tốc chưa giao kịp nên trận hôm qua MP3 đã vắng mặt. Lần sau sẽ là cơn ác mộng MP3 vào sân. Người ngoài hành lang, CR7 AU, CR7 chợ Kim Biên. What the hell? Được biết do lịch thi đấu dày đặc ở châu Âu và phải tập trung cho giải đấu tầm cỡ ao làng Đông Nam Á một cách vội vã, anh đã không có phong độ tốt nhất. Dự kiến đội trưởng Max Hải sẽ thay thế vị trí anh trong giải đấu này. Chúc mừng bạn Henry J là người có câu trả lời đúng chưa chỉnh sửa và sớm nhất câu hỏi IQ. Ngoài ra top 10 bạn sau cũng có câu trả lời đúng nhé. Eden J, Thiên Tài, Em Là Kỷ Niệm, Mận Trần, Ai Ăn Xú, Chắc Lại Trêu, Kiên Nguyễn, Kha Lam, Lam Anh, Nguyễn Tiến Dũng. Còn đây là câu hỏi phần này, điền số thích hợp vào dấu hỏi chấm. Like, đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo để không bỏ lỡ video nào từ kênh nhé. Cảm ơn các bạn đã xem hết video.